Từ cuối tháng 3, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu chuyển nắng nóng, nhiệt độ có thời điểm lên đến 35 độ C. Thời tiết này khiến những đối tượng nguy cơ cao như trẻ em dễ nhiễm bệnh. Cùng kỳ năm trước, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ghi nhận số lượng lớn bệnh nhi. Vậy năm nay thì sao? Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Bà Rịa, bệnh viện đa khoa tuyến cuối của tỉnh. Đây là lần thứ tư bé Nguyễn Bùi Thiên Ngôn, 4 tuổi, ở phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa đến khám tại Bệnh viện Bà Rịa kể từ cuối tháng 3 đến nay với các biểu hiện ho, sốt, ói. Cứ điều trị hết được vài ngày, bé lại nhiễm bệnh và lại phải đến bệnh viện. Cuối tháng 3 là bắt đầu hanh khô nóng, là bắt đầu nó bệnh, nó sốt, rồi ho sổ mũi, vẫn uống thuốc, vẫn cho bé uống thuốc đi khám bình thường, xong uống thuốc xong nó lại bệnh lại. Theo khoa khám bệnh Bệnh viện Bà Rịa, hơn 2 tuần qua, số lượng bệnh nhi đến khám tại bệnh viện có xu hướng tăng lên. Trung bình mỗi ngày, phòng khám nhi tiếp nhận khám cho 70 đến 90 bệnh nhi, tăng từ 15 đến 20 bệnh nhi so với những tuần trước đó. Đa số trẻ đến khám với các biểu hiện ho, sốt, ói, đau bụng và được điều trị ngoại trú. Tại khu điều trị nội trú nhi, 2 tuần trở lại đây, trung bình điều trị trên dưới 100 bệnh nhi một ngày. Đa số là trẻ dưới 6 tuổi. So với những tuần trước đó, bệnh nhi tăng nhưng không đáng kể, và so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng bệnh nhi lại giảm khoảng 20%. Đa số bệnh nhi điều trị nội trú đều mắc những bệnh lý liên quan đến thời tiết như sốt co giật, viêm phế quản, nhiễm trùng tiêu hóa, những bệnh lý mà trẻ thường mắc phải khi thời tiết chuyển mùa. Trời nắng nóng thì nó ấy thôi chị, chứ bình thường không có gì. Bữa hôm qua thì nó có sốt giật. Tại vì nó mà sốt cao lên nó phải coi vậy. Mà đêm nay thì ăn ngủ bình thường. Đáng chú ý, những bệnh lý như tay chân miệng, thủy đậu thường ghi nhận nhiều vào thời điểm này, thì năm nay khoa nhi ghi nhận rất ít. Đang điều trị tại khoa chỉ có duy nhất một bệnh nhi bị tay chân miệng. Bệnh tay chân miệng xảy ra rất là ít. Và đặc biệt trong năm qua cũng như năm nay không có ca nào nặng được ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mọi năm thì mùa nắng nóng thì bệnh thủy đậu cũng rất là thường gặp. Và số lượng bệnh nhân nhập viện cũng nhiều. Nhưng đặc biệt là năm nay thì bệnh thủy đậu thì không thấy. Chuyển mùa là thời điểm bất lợi cho những đối tượng nguy cơ cao, nhất là trẻ em dưới 5 tuổi. Dù đến thời điểm này, ghi nhận tại Bệnh viện Bà Rịa, số lượng bệnh nhi có giảm so với cùng kỳ mọi năm. Nhưng bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên chủ quan, cần hạn chế cho bé ra ngoài lúc trời nắng nóng, đảm bảo cho trẻ các bữa ăn đủ dinh dưỡng và đặc biệt cho trẻ uống đủ nước.